Xin chào tất cả các bạn. Mình xin giới thiệu một chút xíu, mình tên là Ngân. Thì cũng 6 tháng kể từ ngày mình đặt chân qua nước Mỹ. Các bạn bè ở Việt Nam của mình cũng quan tâm đến nhiều cái vấn đề khác nhau. Chính vì cái lý do đó mà mình đang cố gắng làm một cái series của các cái video YouTube để mình chia sẻ một số cái kinh nghiệm mà mình đã trải qua, những cái bài học, những cái điều mới lạ, rồi cái thực trạng và cái quan điểm của mình về cái cuộc sống Mỹ nó như thế nào. Thì mình xin chia sẻ đến tất cả các bạn bè ở Việt Nam của mình. Thực sự thì mình đang muốn làm toàn bộ cái video bằng tiếng Anh, sau đó mình gắn cái phụ đề vào, nhưng mà thôi từ từ để tính sau đi. Bây giờ hiện có một cái vấn đề quan trọng nhất mình muốn chia sẻ thì mình dùng tiếng Việt trước ha. Nó là tại sao mình lại có thể ngồi đây, rồi mình đi qua bên đây vào bằng cái diện nào. Thì cái vấn đề này rất là nhiều bạn bè ở Việt Nam inbox hỏi mình, thì mình sẵn đây là mình chia sẻ luôn. Đi qua Mỹ á mấy bạn, nó có rất là nhiều dạng khác nhau. Nhưng mà về cái diện du lịch thì cái diện du lịch và cái diện du học thì tạm thời mình bỏ nó qua một bên đi ha. Bởi vì nó là cái dạng chỉ là đi chơi với lại đi học rồi về, chứ không có là không có ở lại, không có định cư được. Mình chỉ xin nhắc tới một số cái diện định cư chính thức thôi. Thì theo mình biết á, nó có một cái diện EB5 là diện định cư. Định cư nhưng mà là đầu tư mấy bạn. Thì nhà các bạn phải có một số tiền rất là lớn, từ 500 đến 1 triệu đô hoặc là hơn nữa. Thì cái đó tùy theo mỗi năm người ta thay đổi cái chính sách. Thì qua bên đây rồi mình mua nhà, mua đất, rồi đợi cho người ta làm cái thẻ xanh cho mình. Đó, thì cái diện này là phải nhà có tiền nha. Thôi khó quá bỏ qua đi ha. Rồi cái diện thứ hai mình muốn nói nữa là cái diện đoàn tụ gia đình. Thì cái diện này ít nhất các bạn cũng phải có gia đình, người thân ở bên đây rồi, người ta bảo lãnh các bạn qua thì các bạn mới qua được. Nhưng mà cái diện này nó cũng tương đối nhiêu khê lằng nhằng mà chờ lâu lắc lâu lơ nha. Nó cũng không có nhanh đâu. Và nói về riêng cái bản thân mình nè. Thì cái diện nào đây? Mình đi theo diện kết hôn nha mấy bạn. Đó, cái diện này thì nó có vẻ là dành cho các bạn nào mà không có tiền, không có người thân hoặc là gia đình bên Mỹ nhưng mà vẫn có giấc mơ nước Mỹ nha. Thì cái diện này như thế nào? Mình sẽ phân tích một chút xíu thôi, chứ mình không có đi chuyên sâu lắm. Bởi vì ai muốn đi chuyên sâu hơn nữa thì mình sẽ làm các cái video khác sau. Chứ bây giờ nó dài lắm đó, nó rắc rối và thủ tục nhiều kia, mình không có nói hết ở đây được. Mình chỉ giới thiệu sơ thôi. Thì cái diện kết hôn với mấy bạn, ở trong đó lại phân ra làm hai cái diện nhỏ nữa. Nó là diện đính hôn, người ta hay gọi là visa K1 á. Xong rồi, cái diện kết hôn là visa CR1. Thì trong cái diện đính hôn nó lại có K2 là bảo lãnh hôn phu hôn thê kèm với trẻ con cái. Thì cũng tương tự như vậy, trong cái diện kết hôn nó có CR2, tức là vợ hoặc chồng mà có thêm con cái. Như vậy thì mình sẽ mỗi cái loại nó sẽ có hai cái loại phân ra như vậy nữa. Thì mình đi theo diện K1 là tại vì là mình không có con cái gì hết, mình chỉ có một cái bản thân mình thôi. Thì mình xin chia sẻ là cái khuyết điểm và cái điểm mạnh điểm yếu á, cái điểm mạnh điểm yếu của mỗi diện như thế nào. Thì mỗi diện nó đều có một cái điểm mạnh và một cái điểm yếu riêng, nhưng mà theo cái bản thân mình đã trải nghiệm thì mình khuyên các bạn nên đi theo diện vợ chồng nha, đừng có đi theo diện đính hôn. Tại vì sao? Các bạn đi theo cái diện đính hôn thì các bạn qua bên đây rất là nhanh, cái thời gian á nó chỉ tầm khoảng 6 tháng cho đến 1 năm, tùy theo cái tình trạng hồ sơ của các bạn. Nhưng mà khi mà qua bên đây rồi, cái thủ tục rất là rườm rà, nhiêu khê. Rồi không
Không biết các bạn có đảm bảo được cái tiến trình hồ sơ đó hay không thì nó sinh ra nhiều cái rắc rối giữa giữa bạn và cái người hôn phu hôn thê đó. Tức là sao? Các bạn qua bên đây rồi, trong vòng 3 tháng thì các bạn phải đăng ký kết hôn với chính phủ Mỹ, xong rồi mới bắt đầu apply các cái loại giấy tờ. Nó bao gồm ba cái bộ hồ sơ chính, nó là bộ hồ sơ cho người ta cho phép các bạn làm việc. Thứ hai là bộ hồ sơ về cái giấy tờ mà các bạn đi ra khỏi nước Mỹ khi cần thiết, và cái bộ hồ sơ cho thẻ xanh. Thì hồi trước tương đối là nhanh, nhưng mà bây giờ là chờ miệt mài nha, chờ bây giờ là miệt mài rồi đó, chờ rất là lâu. Rồi trong cái quá trình đó không có biết là rắc rối làm sao, rồi làm có được hay không, rồi sinh ra cãi nhau với lại hôn phu hôn thê đó nữa, là mệt mỏi, stress, nhức đầu ghê lắm đó. Nhưng mà cái ưu điểm của cái diện cao quanh khi K1 chỗ nào thì đi qua đây nhanh, rồi nữa là các bạn nhập quốc tịch sớm, các bạn có thể thi quốc tịch sớm trong vòng 3 năm thôi. Xong rồi cái thủ tục ở Việt Nam nó đỡ rắc rối hơn cái diện vợ chồng, là bởi vì mình không có bị khám tâm thần này nọ đó. Còn cái diện vợ chồng thì như thế nào đây? Cái diện vợ chồng là các bạn buộc phải đăng ký kết hôn tại Việt Nam, rồi rồi sau đó là mới 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 nộp cái hồ sơ lên xin bảo lãnh đi. Thì cái diện này chờ lâu nha mấy bạn, ít nhất là 1 năm hoặc là 2 năm, thì tùy theo cái tình trạng hồ sơ của mấy bạn. Nhưng mà cái thủ tục ở đó thì nó cũng tương đối rắc rối phức tạp, rồi các bạn phải đi khám tâm thần nhiều khê lắm. Nhưng mà được một cái á, qua bên Mỹ rồi thì các bạn có ngay thẻ xanh 2 năm, không có phải lo lắng về cái vấn đề giấy tờ gì nữa. Cứ vậy mà xách cái thẻ xanh đi làm rồi đi du lịch, thậm chí đi nước ngoài gì đó cũng không có sao cả.